cái sự trải nghiệm của khách hàng, cái người buyer và cũng như là cái người seller. Đến với cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái chủ đề rất là thú vị và rất là hấp dẫn. Đây là một trong những cái chủ đề mà gọi là trọng tâm của cái ngành F&B này. Và qua cái buổi hướng dẫn này thì anh cũng muốn thấy rằng là Hùng sẽ demo và Hùng sẽ nói rất là đầy đủ những cái phần trọng tâm này. Thì cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến cái phần mà tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng, cái người buyer và cũng như là cái người seller. Thì đối với công ty mình á, thì khách hàng là những người seller đúng không? Nhưng mà đối với những người seller thì khách hàng lại là buyer. Thì thành ra rằng là mình cần càng phải đặc biệt quan tâm đến cái trải nghiệm của những người buyer. Thì khi mà mình gia tăng được những cái trải nghiệm đó thì mình mới bán được cái sản phẩm này cho các nhà seller. Đó, thành ra là mình có tới hai cái nhóm đối tượng khách hàng là đó. Thì để mà tăng sự trải nghiệm khách hàng thì mình sẽ có những cái tính năng gì ngày hôm nay, thì anh sẽ mời Hùng ha, thì sẽ demo những cái phần nào, những cái tính năng nào liên quan đến cái việc mà tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng. Anh sẽ gửi cái quyền điều khiển chuột cho Hùng ha. Vâng, để em bắt đầu cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay ạ. Cái này thì em nghĩ là từ cái quan điểm cá nhân của em và kinh nghiệm cá nhân của em thôi, thì em chia sẻ đến phần nào nó chưa rõ thì các anh chị hỗ trợ giúp em để mình chỉnh sửa ạ, cũng như mình làm nó tốt hơn. Thế thì đầu tiên là trong vai trò là mang tính chất trải nghiệm cho phía người dùng, cho phía người buyer họ mua hàng, thì thứ nhất là mình cần cho họ biết được cái mình cho họ đi những cái sự tiện lợi, cho họ những cái đa hình thức thanh toán tốt hơn. Thì em sẽ nhắc về vấn đề là đa hình thức thanh toán online cho phía người cửa hàng, người seller. Thế thì cái câu chuyện mà đa hình thức thanh toán nhằm giúp cho người khách hàng, người mua hàng được thuận tiện hơn trong quá trình là trả tiền cho cửa hàng. Bởi vì là không chỉ mỗi trả tiền bằng cách là họ đưa tiền mặt cho thu ngân chẳng hạn. Bởi vì là có những trường hợp mà họ thiếu tiền, họ không đủ số tiền mặt đang có, thì họ sẽ chọn những cái cách có thể là chuyển khoản chẳng hạn, hoặc là họ đang hết tiền trong ngân sách của họ, không còn tiền chi trả nữa, họ dùng thẻ ghi nợ chẳng hạn, họ trả tiền. Rồi thì họ đang có những cái chương trình mà mã giảm giá khuyến mãi qua các cổng thanh toán online như là VNPay, Momo, rồi thì các chương trình mà tích điểm chọn chẳng hạn, thì họ lại muốn là có đa hình thức thanh toán hơn. Thế thì trong F&B của mình có phần cấu hình, mình cho phép là cài đặt hình thức thanh toán để mình cho phép là đa hình thức thanh toán ở phía người mua hàng bằng là tiền mặt, qua VNPay, qua thẻ credit card hoặc debit card hoặc là Momo. Thì ở những phần này bên phía người seller họ sẽ làm việc với cả ngân hàng, hoặc là họ sẽ đăng ký một tài khoản của VNPay chẳng hạn, hoặc là họ dùng chính tài khoản Momo nhận tiền của họ để họ setup, thì mình sẽ giúp họ là kết nối cổng thanh toán ở đây. Thì cái cổng thanh toán này cho phép là thanh toán ở trên hệ thống POS, qua mua sắm trực tiếp tại quầy tại nhà hàng, hoặc là đặt hàng qua app hoặc qua website. Cái này không chỉ là hỗ trợ cho khách hàng đến mua trực tiếp mà khách hàng mua online cũng thế. Ví dụ là họ muốn chọn phương thức là delivery, giao hàng trực tiếp tại nhà, thì họ đặt cho con họ ở nhà thôi, con họ là người không có tiền, họ muốn là chuyển khoản trước hoặc là thanh toán bằng Momo trước để hưởng ưu đãi, thì cái hình thức mà vận chuyển này, phương thức thanh toán này nó cũng sẽ tiện hơn trong quá trình mua sắm, trong quá trình họ đặt hàng, giúp họ là lựa chọn bên mình, chứ không thể nào mà vì mỗi tình trạng là con họ không có tiền mà họ đành phải đi mua ở cửa hàng khác, thì đấy là mình đang lãng phí một khách hàng tiềm năng, khách hàng đang đặt hàng của mình. Đấy là đầu tiên là về hình thức thanh toán ạ. Thứ hai là để tiện lợi trong quá trình về khách hàng đặt mua hàng của mình, thì nó còn liên quan đến rất nhiều phần nữa. Mình giữ chân họ thành khách hàng trung thành bằng cái việc tiện lợi mua sắm, bằng những cái lợi ích mình gửi cho họ, thì mình có những chương trình về tích điểm mua sắm chẳng hạn. Thế thì trong vai trò là khi họ mua của mình rất nhiều, mình có thể cho gửi tặng cho họ những cái mã giảm giá, chính sách giảm giá hoặc là tích điểm qua chương trình marketing. Thì em sẽ đi sâu về tích điểm trước. Đây.
Chúng ta bấm vào phần CRM, phần danh mục khách hàng. Thì chúng ta đã có rất nhiều dữ liệu khách hàng mua từ nhiều nguồn, qua POS, qua store, qua admin, qua Go&B app. Qua cái việc mua sắm của họ thì mình biết được cái hành vi là họ đang mua mặt hàng gì, họ tích điểm ra sao, họ hạng nào. Thì mình có thể phân nhóm ra và mình tạo ra chương trình tích điểm thành viên. Khi ở chương trình tích điểm thành viên này, mình có thể cấu hình bằng số tiền họ đã mua sắm để quy đổi lại một cái điểm tích lũy họ có thể sử dụng tại chính cửa hàng của mình. Qua một số mô hình kinh doanh thì em thấy cái điểm tích lũy này nó khá là hữu ích. Ví dụ như là họ đang mua một cái đơn trị giá khoảng tầm là 100.000 thì cứ tương đương khoảng tầm là 10.000 đồng được một điểm. Họ có 10 điểm rồi. Lần sau quay trở lại quy đổi thì một điểm này có thể đổi lấy khoảng tầm bao nhiêu tiền ở cửa hàng quy định. Ví dụ như là 1.000 đồng chẳng hạn. Thì lần tới ghé thăm họ mua bất cứ đơn hàng nào họ cũng được giảm giá là 10.000 đồng. Câu chuyện là tích lũy sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy tiếc nuối khi là cùng gọi một món ăn, cùng đặt bàn mà thay vì đặt ở cái cửa hàng của đối thủ hoặc đặt ở cái nhà bên cạnh, gần nhà hơn. Nhưng họ nhớ ra là tôi vẫn còn điểm tích lũy chưa sử dụng. Tại chi nhánh của người seller thì họ sẽ dùng cái điểm này. Mình sẽ dùng cách này để mình giữ chân người khách hàng, người mua hàng. Đấy là một cái cách. Cách thứ hai nữa thì dựa trên số điểm tích lũy mình có thể là tạo ra các hạng thành viên khác nhau. Thì ví dụ ở đây là mình setup là kích hoạt tính ngày kích điểm cho thành viên, tất cả điểm của thành viên sẽ hết hạn ngày nào. Thông thường thì mình sẽ chỉ dùng trong một năm thôi. Như đây em thấy là anh chị đã để sẵn là mùng 1 tháng 1 năm 2024. Thì tương tự như vậy mình có thể là khoảng 31 tháng 12 năm 2023, hết hết một cái năm. Thì sang năm mới họ sẽ cấu hình điểm lại từ đầu. Thì mình có thể cài được. Hoặc là mình thiết lập ngày để cài đặt cấp độ thành viên. Mình có thể thiết lập thêm là bắt đầu tính điểm thành viên của họ vào ngày nào. Hoặc là họ sẽ được reset lại. Nôm na là kiểu reset rank, kiểu là về hạng, về ngày nào đấy. Thì mình sẽ cài vào khoảng tầm 31 tháng 12, họ hết sử dụng. Hai cái này thì nó khác nhau một chỗ là bên dưới là cho hạng thành viên, còn bên trên là hết cái điểm tiêu dùng, họ không thể đổi điểm lại được nữa. Thế một chút về khác nhau ạ. Thế thì dựa trên số điểm, mình có thể cho các khách hàng vào cái hạng thành viên khác nhau. Ví dụ như là ở đây là mình đang có mẫu là 5 cái là khách hàng tích lũy được bao nhiêu điểm thì tương ứng với hạng gì. Ví dụ là không có điểm nào, đang ở hạng là hạng thành viên cơ bản thôi, classic member chẳng hạn. Rồi thì tích lũy nhiều hơn một 50 điểm thì họ lên hạng bạc. Họ được chiết khấu thêm 10.000 cho mỗi lần sử dụng đơn hàng chẳng hạn. Rồi thì hạng vàng, hạng bạch kim, có thể là hạng kim cương nữa, hạng cao hơn nữa. Thế thì khi mà tích lũy như thế, mình tạo ra một chương trình tích điểm. Khách hàng sẽ tự biết là họ đang có bao nhiêu điểm nếu họ cài app của mình. Thì họ sẽ biết là tôi đang cần phải chi tiêu bao nhiêu tiền nữa để tôi được nâng hạng lên, tôi được chiết khấu cao hơn. Từ đấy cũng mình đang gián tiếp, mình thúc đẩy cái quá trình mua sắm của họ mà mình không cần những cái lời lẽ trực tiếp. Hoặc là mình tác động như kiểu là anh chị ơi, anh chị mua thêm đi, anh chị lên hạng. Khiến người ta cảm thấy khó chịu, là khiến là họ đang cảm thấy mình đang upsell họ mặc dù họ không muốn. Thì họ sẽ tự nhìn vào điểm để họ tự biết là tôi cần phải mua thêm bao nhiêu. Thay một cái lời nhắc nhở nó sẽ là nó tinh tế hơn, nó sẽ khéo hơn, khiến người mua không khó chịu. Đấy là về cái tích điểm. Ngoài ra thì mình có rất nhiều cách khác để mình giữ chân người khách hàng qua việc mua mua sắm hàng ngày. Ví dụ như qua chương trình giảm giá, chương trình về khuyến mãi chẳng hạn. Mình có thể tạo ra những chương trình về mã giảm giá sản phẩm. Đây, khuyến mãi. Ví dụ là mình sẽ thường xuyên mình tạo được những cái mã giảm giá áp dụng cho hóa đơn mua sắm, áp dụng cho mua sản phẩm, cho đối tượng khách hàng. Thì ở cái bài ngày trước, bài liên quan đến tạo chương trình mã giảm giá, em, anh Minh hay là các bạn, dù bạn Nghĩa, bạn bạn Kha ngày trước, các bạn đã cũng demo khá là nhiều về cái mã giảm giá này rồi. Thì mình có thể áp dụng luôn cái chương trình mã giảm giá này dựa trên là tổng hóa đơn, hoặc là mình giảm cho từng sản phẩm, hoặc là cả danh mục sản phẩm. Để ví dụ mình biết là một khách hàng này họ thường xuyên họ chỉ chọn, họ chỉ ăn phở thôi. Mình bán rất nhiều mặt hàng, mình bán hủ tiếu, mình bán bún, mình bán bánh canh. Nhưng mà họ là một người chỉ ăn phở thôi. Thì mình có thể là tạo luôn một cái mã giảm giá chỉ áp dụng cho danh mục phở. Mặc nhiên là người khách hàng cũng cảm thấy là họ được ưu tiên hơn, họ được sử dụng mã này nó hiệu quả hơn, nó thiết thực với họ. Thế thì mình có thể trao đổi với các bạn nhân viên để cùng áp dụng cái chiến dịch này cho nó tốt hơn. Bằng cách là các em ơi, ngày mai anh khách anh Hùng mới đến thì các em nhớ là chỉ cho anh ấy 5 cái phiếu mã giảm giá chỉ chuyên cho danh mục phở thôi. Thì anh ấy sẽ mua nhiều hơn, anh ấy mua nhiều mà anh ấy không ăn hết,
mình áp dụng 10 cái phiếu nhưng chỉ trong một tuần thôi. 7 ngày anh ăn anh chỉ dùng hết 7 phiếu thôi, còn 3 phiếu còn lại anh tặng cho bạn bè của anh đấy. Thì vô tình mình có thêm một người khách nữa, mình kéo người ta đến. Thì đấy là một cái cách mà mình áp dụng cái mát giảm giá dựa trên điều kiện. Thế thì nó cũng có điều kiện đi kèm, như là một sản phẩm mình có thể chiết khấu tối đa là bao nhiêu phần trăm, một cái mảng giá bao nhiêu phần trăm, hoặc là bao nhiêu tiền mình có thể bớt cho anh ấy khoảng tầm là 30% đi, nhưng mà chỉ tối đa là khoảng tầm 50.000 thôi, vì mình biết là dù anh ấy có ăn bao nhiêu, ăn xin trời dưới bể, một mình anh ăn anh ấy chỉ ăn hết khoảng tầm độ là một bát phở cộng thêm một đĩa thịt bò tái bên ngoài thôi, nó chỉ rơi khoảng tầm 100.000 nữa. Thế thì mình chỉ giảm cho anh ấy 30%. Thế bây giờ anh lôi thêm một bạn anh ấy đến nữa, bạn anh cũng ăn như anh, ăn hết 300.000 mà giảm 30%, thế là mất 90.000 rồi, nhiều quá. Thì mình chỉ giảm tối đa khoảng 50.000 thôi. Thì đấy là một cái cách để mình có thể là mình tạo ra những mảng giá riêng biệt đối với từng người khách hàng. Ngoài ra thì mình cũng có những cái chương trình khuyến mãi khác, ví dụ như là một chiến dịch, một cách chiến dịch giảm giá, ví dụ như là mình tạo ra cả một chiến dịch khi mình bán hàng trên website. Mình cảm thấy là cái giờ chúng tôi sẽ áp dụng cho khách hàng nào ăn sớm một chút, ăn từ khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ, 10 giờ đến khoảng tầm 12 giờ. Các khách hàng nào ăn trong giờ này tôi giảm giá cho khách hàng vào tầm 20% hoặc sản phẩm giá rẻ hơn. Bởi vì cái giờ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa mình đang phục vụ rất nhiều lượng khách hàng văn phòng, nó quá đông, nó quá tải bàn. Mà rõ ràng là mình đang muốn là phục vụ nhiều khách hàng hơn, mình phải phải lấp đầy khoảng trống cái giờ phía trước. Thì mình có thể là tạo chương trình fast sale áp dụng cái giờ mà khách hàng chưa đến ăn trưa, trước 12 giờ chẳng hạn, để mình kích cầu mua sắm. Thế thì rõ ràng đến khi 12 giờ rồi, nhưng đối tượng khách hàng vãng lai họ đến, mình vẫn phục vụ được họ, mình không bỏ lỡ họ, không phải khiến họ chạy đi sang cửa hàng bên cạnh. Thì đây là một cách để giúp mình tăng trưởng cái doanh thu bán hàng. Mình sẽ hút được nhiều khách hàng hơn, phục vụ được nhiều lượt khách hàng hơn, tăng được doanh số bán hàng. Thì mình có thể tạo thêm fast sale hoặc là cho họ những cái mã giảm giá riêng biệt khi họ áp dụng mua sắm. Thì trong phần mã giảm giá này nó khác giảm giá sản phẩm ở chỗ là họ sẽ nhận được mã và họ sẽ add mã vào thôi, chưa giảm giá kia là mình giảm giá trên từng sản phẩm rồi. Thì đây đây cũng là một cái mình có thể áp dụng thêm. Thế thì đối với một số cái cách bán hàng khi mình đã có những cái chiến dịch rất hay mình áp dụng cho người khách hàng, thì đấy mới chỉ là ý tưởng của mình hoặc là những cái kế hoạch mình đang triển khai với nhân viên của mình thôi, để mình dẫn khách hàng trước. Thì mình cần phải áp dụng thêm kết hợp với cả tiếp thị nữa, để mình gửi tới cho những khách hàng họ biết được là bên cửa hàng mình đang có chương trình dành riêng cho họ. Họ không biết thì họ không thể ghé thăm họ sử dụng, mà họ không biết thì họ cũng khó lòng mà họ có thể là chi tiêu dùng các mã giảm giá đấy của mình, để mình có khi thêm nhiều doanh số. Thì mình có thể sử dụng thêm một tính năng nữa là tính năng về bên marketing. Mình có thể gửi cho họ qua chiến dịch là email, hay là qua mã QR code, hay là chiến dịch thông báo. Thì em sẽ đi từ từng từng mục một, ví dụ là đi từ phần QR code chẳng hạn. Thế thì cái mã QR code này mình có rất nhiều cách để sử dụng marketing cho QR code. Ví dụ em tạo ra một chiến dịch là đặt tại bàn đi, ví dụ một khách hàng họ họ đến, họ đang ngồi tại bàn, họ thay vì việc là họ phải gọi chủ quán để họ có thể là gọi món rất là ồn ào, rất là mất cái không gian chung của mọi người, rồi thì không tiện di chuyển nữa, họ có thể quét cái mã QR code để gọi cái món ăn của họ tại vị trí bàn và khu vực mình đã set up trước. Từ đấy là họ sẽ gọi món. Thế thì qua cái mã QR code này nó sẽ mở ra cả cái menu của cái cửa hàng trên cửa hàng trực tuyến là website và app để họ xem, hoặc là họ ngay lập tức là ví dụ khi mình có một cái món ăn mới mình muốn quảng bá là kích cầu họ đặt món ăn này đi, mình tạo ra một bảng quảng cáo dán vào cái tường cạnh bàn của họ thôi, là quét mã QR để đặt mua sản phẩm mới, có thể đang hè đang rất nóng bức. Mặc nhiên là quét mã QR này thêm một cái cốc, có thể là cốc cốc trà mãng cầu đang rất là hot chẳng hạn, hoặc thêm một cái cốc trà đào cam sả món mới xem khách hàng có sử dụng không. Thì mã QR code này mình có thể là hướng đích đến là về mặt là thêm sản phẩm vào giỏ hàng luôn, chỉ sản phẩm đấy thôi sẽ nhanh hơn cho người khách hàng. Đấy là cái cách mình dùng QR code đó. Thế thì kết hợp với nhân viên là mình trước giờ mình làm rất là nhiều về chăm sóc khách hàng, mình đã có rất nhiều thông tin của họ, mỗi lượt khách hàng tiêu dùng họ đặt bàn, họ đặt bàn từ xa, đặt bàn cho công ty, thậm chí là họ, họ hay tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên của họ, rồi thì riêng party cuối năm thôi mình đã có rất nhiều email từ trước. Thì bây giờ mình sắp tới cuối năm mình cần chuẩn bị rất nhiều chương trình tri ân, rồi thì các chương trình cho khách hàng mình đã có email, mình có thể sử dụng chiến dịch email marketing. Email marketing mình có thể gửi tới từng nhóm khách hàng riêng biệt, thì nó sẽ tiết kiệm cho mình hơn rất là nhiều về cái chi phí, cái thông báo. Mặc dù là họ
không phải là mình gọi điện mình thúc giục họ là chị ơi cuối năm nay lại tiếp tục ăn ở nhà hàng em nhé, tổ chức tại nhà hàng em nhé, thì mình đã có email rồi, tinh tế cứ khoảng tầm tháng mình gửi một lần thôi, tầm 5 6 lần họ để ý thì đã in sâu cái hình ảnh nhà hàng của mình vào trong đầu họ rồi, thì ngay lập tức khi họ cần làm riêng party họ nhớ là gọi cho ai, họ nhớ là tìm đến nhà hàng nào. Thì đấy là cách mình có thể dùng email marketing. Thậm chí là mình có quảng bá sản phẩm mới mình gửi cho tất đồng loạt tất cả khách hàng thì mình có thể gửi tới là toàn bộ nhóm khách hàng của mình để họ xem sản phẩm mới và họ ghé thăm cửa hàng để họ trải nghiệm, họ dùng thử, họ ăn thử, họ đánh giá. Hay là thậm chí là vô tình nhà mình có một cái cuộc thi, mình đang tổ chức những cái món ăn mới, mình tổ chức một cuộc thi là ăn thật nhanh mà ai ăn nhanh sẽ được phần thưởng. Mặc dù cuộc thi rất là hay, rất nhiều người có khả năng chiến thắng được nhưng họ lại không biết chương trình chiến dịch, thì mình có thể dùng email marketing này mình gửi đến cho họ cái chiến dịch giảm giá. Một cách khác thì khi khách hàng đã chấp nhận là cái app của mình để họ có thể là đặt chỗ trước, đặt bàn trước hoặc là đặt món trước, để vì vì món ăn đến làm quá lâu mỗi lần ra họ phải xếp hàng rất là nhiều, mất rất nhiều thời gian, thì bây giờ mình có thể tạo ra một chiến dịch thông báo đây gửi cho họ là chưa hè nóng bức tránh phải chờ đợi lâu, hãy đặt trước trên ứng dụng app của cửa hàng Go MB Trainer thì các bạn sẽ đến cái có thể dùng món luôn hoặc là cầm món cầm về văn phòng ngồi cho đỡ nắng cũng được. Thì đấy là một cách mình có thể dùng thông báo đây. Vừa rồi thì em trình bày ngắn gọn một chút về những cái cách mà mình có thể là tạo ra chương trình giảm giá này, chương trình khuyến mãi này, tích điểm thành viên hay là những cái sự tiện lợi mà mình khiến cho người dùng họ cảm thấy là thoải mái hơn về mọi sự lựa chọn của họ từ hình thức thanh toán rồi thì gọi món linh hoạt. Thì đấy là nó hơi lộn xộn một chút xíu nhưng mà cơ bản là cái luồng như vậy ạ, thì chắc là phải nhờ anh Minh bổ sung cho em hoặc là nói nó đang hơi nhanh quá thì chắc là nhờ anh Minh điều tiết lại giúp em. Ok, cảm ơn Hùng ha. Rồi, anh xin phép lấy lại quyền điều khiển Vâng ạ. chuột. Rồi, một lần nữa cảm ơn Hùng. Thì nói về trải nghiệm của cái người mua hàng á, thì anh em mình cũng đã là người gọi là buyer mua mua thức ăn thức uống rất là nhiều rồi. Thì cái mình cần như thế nào, cái mình mong muốn như thế nào thì những người khác cũng tương tự như vậy thôi. À, đối với những cái thực khách mà sang trọng thì họ cần nhiều cái sự trải nghiệm khác như là không gian hay là quán xá nó phải sang trọng, thì cái đó là nó nằm ngoài cái những cái mà gọi là phần mềm hay là con người có thể làm được rồi ha. Họ phải decor quán xá thì mình bỏ qua. Đó. Cho nên là những cái mà mình đang xoay quanh ở đây sẽ là những cái trải nghiệm của người dùng khi mà sử dụng cái nền tảng người ta gọi là những nền tảng online à, cái đó mới là cái mà mình cần đánh vào. Thì cũng nó có một cái vài cái điều kiện á, là nó hơi khó khăn cho anh em mình ở chỗ là bạn Hùng thì đang ở xa cho nên không có bên cạnh để demo mà vừa mở cả những cái màn hình điện thoại lên. Thì anh có một cái gọi là dặn dò, đó là khi mà mình demo cái này á, khi mà mình demo những cái mà liên quan đến cái sự trải nghiệm á, thì là mình nói á, mình thiết lập là một chuyện mà mình phải show nó ra được ở trên cái màn hình nữa. Thì bây giờ anh sẽ show ra, thì không phải là không phải là bạn sai đâu, nhưng mà chỉ là mình nên có cái hình ảnh á, thì nó sẽ hay hơn. À, Hồng ha, Vâng ạ. anh sẽ mở lại cái màn hình lên. Rồi ở đây thì mình đang nói cái gì đây? Mình đang nói cái câu chuyện là từ nãy giờ là Hùng đang demo rằng là mình thiết lập những cái chương trình, những mã giảm giá là một nè. Rồi những cái thông báo là hai nè. Cái thứ ba là những cái mà liên quan đến như là điểm thành viên nè, thì tất cả những cái đó nó phải được thể hiện ra. Thì nếu mà một cái cách dễ nhất cho anh em sale mình á, là mình mở cái app lên. Thì bây giờ app ở đây là cái app đây nè, cái app của mình ở đây. Đây ha. Thì khi mà mình mở lên á, thì mình show ra cho khách hàng coi hoặc là cái người đối diện coi là mình đang có được cái app ha. Và khi mà mình đăng nhập vào thì khách hàng là cái người buyer là họ sẽ thấy được họ đang có bao nhiêu điểm và cái mã vạch họ là bao nhiêu. Họ click vào đây để xem thì họ sẽ coi được là thứ hạng của họ đang là hạng gì à.
và điểm có thể sử dụng. Điểm ở đây là điểm như thế nào? Là có thể mình áp vào cái đơn hàng để mình nhằm với mục tiêu là mình giảm giá, mình giảm bớt cái tiền mình phải trả đi. Rồi nó cũng thống kê sơ bộ luôn là làm bao nhiêu đơn đã mua, tổng số tiền mình đã chi, nó có thêm cái phần lịch sử giao dịch. Rồi nó cũng có một cái rất là hay nữa là nó nhắc nhở nhẹ cái người buyer là nó thôi thúc họ là tích thêm bao nhiêu điểm nữa để được một cái hạng cao hơn ha. Đó thì bây giờ anh là ví dụ như bạn Hùng chia sẻ này ha, anh đang là hạng vàng rồi đó, anh đang là hạng vàng rồi mà bây giờ anh thèm những cái món ăn cũng tương tự thôi, anh không có muốn đi những cái quán khác. Lý do là tại vì anh biết rằng là anh đã có điểm sẵn rồi, anh đã có hạng vàng rồi. Khi mà anh đặt một cái món ăn nào đó trong đây bây giờ thì anh sẽ được giảm giá, anh sẽ được giảm giá rồi anh sẽ được tích điểm ngược lại để phục vụ cho cái việc là giảm giá cho cái đơn tiếp theo sau nữa. Đây anh đang đặt hàng bằng cái app đó. Bây giờ ví dụ như anh sẽ chọn dĩa to ha, rồi anh sẽ chọn thêm hành phi vô ha, đó rồi anh thêm. Thì khi mà mình thêm vào thì nó vào cái giỏ hàng của mình á, thì mình vào tiến tới cái bước check out á, thì mình phải show ra được cho khách hàng thấy rằng đã có giảm giá trên tổng hóa đơn đây nè, thấy không? Cái ứng dụng của mình thông báo là họ sẽ được giảm giá rồi, đã và đang được giảm giá rồi. Đây mình kéo xuống mình coi cái check out nè, tóm tắt chi phí nè, tổng chi phí là 610.000, đã được giảm 125.500 đồng mình đó. Thì bây giờ là cái việc của cái người thanh toán đó là họ sẽ chọn phương thức thanh toán và chọn phương thức giao hàng. Shop tự giao hàng là tốn thêm 10.000 nữa nha đó, thì nó sẽ tăng thêm 10.000 nữa đây phí giao hàng. Và nó có một cái rất là hay là mình coi coi có thêm cái giảm giá nào khác hay không đó. Thì nếu mà có mã nữa thì mình nhập một cái mã khác vô để coi coi cái nào nó được nhiều lợi nhất hoặc là sử dụng cái mã này. Rồi còn không á, ra ngoài đây mình sẽ có thêm một cái tính năng đó là đổi điểm. Đây mọi người thấy cái số 193 trong mặt hay không, tức nghĩa là cái điểm lúc nãy anh show ra cho mọi người á, anh đã tích lũy được 193 điểm rồi. Bởi vì anh sẽ sử dụng nó, anh sử dụng nó đang từ 600.000, đang từ 600.000 ha. Nếu anh không sử dụng thì anh phải trả là 542.500 đồng đúng không? Còn nếu anh sử dụng anh chỉ còn phải trả có 62.500 thôi, cho một cái bill 600.000 hơn mà anh chỉ trả 62.000 thôi. Điều này có tăng được cái sự thích thú cho người mua không mọi người? Chắc chắn là sẽ có đúng không? Nếu mà anh muốn không muốn sử dụng điểm quy đổi thì anh tắt nó đi. Anh muốn để dành cái điểm này cho những cái đơn hàng nào khác đó nữa thì anh cứ để dành. Đây là một trong những cái việc mà mình demo là mình phải show ra được những cái khúc này ha. Ngoài anh cái này là anh nói thêm thôi ha, tức nghĩa là ngoài cái việc là mình set up cái điểm xong á, là mình phải mở cái ứng dụng của mình lên để cho khách hàng coi là cái điểm nó thể hiện như thế nào và nó được sử dụng như thế nào, thì nó sẽ là chuẩn chỉnh nhất ở chỗ này cho mình. Rồi nhớ cái này giúp anh ha. Rồi thêm một cái nữa mà các bạn sale cần chú ý đó là mình cần phải nói qua cái website của mình này. Tại vì sao nó sẽ có cái phần gọi là cái sự trải nghiệm của khách hàng á. Đôi khi có một số người á, như mình á, mình có thể là không thích dùng web, nhưng có một số người thích dùng web thì nó vẫn có thể gọi là cái sự trải nghiệm của người ta ở trên website. Rồi anh ví dụ bây giờ anh sẽ vào cái website của mình. Rồi vào website thì cái website của team á, thì do team không có chỉnh sửa hình ảnh khá là riêng biệt về một cái món cụ thể nào đó, cho nên là tạm thời mình sẽ bỏ qua những cái hình ảnh ha. Về các bạn sale á, thì khi mà các bạn quyết định demo á, thì nó cần phải chuẩn chỉnh những cái hình ảnh này ha, nghĩa là mình cần phải làm sao để nó ra một cái shop thật sự
nó thu hút nó từ hình ảnh món ăn. Đây là những cái hình ảnh là hình ảnh có sẵn của team product thôi, cho nên mình phải thay nó đi ha. Rồi cái cách thay đổi website như thế nào thì nó nằm ở trong cái bài hướng dẫn website, thì team cũng đã hướng dẫn cho các bạn hết rồi. Rồi về website thì mình có những cái sự tiện lợi gì. Đầu tiên là nó sẽ thể hiện cái đẳng cấp của cái cửa hàng đúng không? Khi mình có cái website thì từ phía cả người seller hay là người buyer thì họ đều có những cái sự thích thú riêng. Và đối với seller thì họ tự hào họ có được cái website, họ có thể chia sẻ cái link website của họ. Hoặc là họ gửi những cái hình ảnh sản phẩm trên website đến cho những người khác, họ bạn bè hay gì đó, họ muốn mua thì họ click vào họ mua. Rất đơn giản đúng không? Rồi, về lâu về dài thì như lúc nãy thì Hùng có demo cái flash sale á, thì có flash sale nó sẽ hiện trên đây nè. Đó cũng một cái sự trải nghiệm của người buyer, là họ sẽ xuyên vào cái website này để họ coi coi có flash sale gì không. Đó, anh ví dụ như những cái món ăn mà nó đang hot trên thị trường, hoặc là những cái thức uống đang hot trên thị trường mà được bày bán ở trên website, và họ sẽ săn đón, mình sẽ có những cái bài viết về những cái món ăn đó, và mình sẽ có những cái bài thông báo về cái lịch flash sale những cái món ăn. Nó thì nó sẽ thể hiện ở trên này, thì họ sẽ vào thường xuyên hơn và họ sẽ mua cái sản phẩm mà họ cần ứng với cái giá flash sale. Rồi mình sẽ có một cái tính năng nữa là khi mua hàng ở trên website á, thì như các bạn cũng biết rằng là nó tối ưu hóa cái trải nghiệm cá nhân, cho nên rằng là nó sẽ yêu cầu cái người mua là cần phải phải đăng nhập. Thì cũng giống như là ở trên trên app thôi, thì mình có một cái tài khoản thì mình đăng nhập cái số điện thoại tương tự thì mình sẽ đăng nhập vào được, và nó sẽ trở lại cái account của mình. Cái account của mình, của anh Minh, giống như ở trên web hồi nãy là có bao nhiêu điểm đó, bao nhiêu điểm thành viên, thì mình vẫn có thể mua hàng trực tiếp online như ở trên trên app. Thì như anh có nói, nó có người thích dùng dùng app, có người thích dùng web. Thì tùy theo cái sở thích của mỗi người thì mình sẽ có một cái nơi để mình tăng cái sở thích hoặc cái trải nghiệm của khách hàng. Rồi ở bên cạnh đó, ở trên website nó có một cái lợi thế nữa là nó là một cái mảnh đất màu mỡ để cho cái người bán hàng tha hồ thiết kế những cái chương trình, thiết kế bài viết, thiết kế hình ảnh. Khi mà họ thiết kế lên trên website á, thì người ta sẽ vào, họ sẽ coi, và đôi khi á, mình có thể gọi là kết hợp để làm SEO. Đó là những cái lợi thế khi mà mình có được cái website nha ha. Rồi chưa kể thì ở chân trang là mình sẽ có được cái cách để nhúng, ví dụ như là bữa lúc trước anh cài đặt nhúng nhúng vào các trang như là fanpage, hoặc là các trang TikTok đó, hoặc là Instagram, hay những cái trang nào đó mình muốn gắn lên thì mình sẽ gắn lên trên đây được. Và tất cả những cái đó đã được trình bày chi tiết ở cái phần mà design cái website của mình đó. Về website thì mình cần phải show ra được, mình phải mở được cái website của mình lên. Thì ở đây thì demo ít nhất là mình cũng phải demo cho khách hàng tạo được tới một cái bước, một cái trang check out để mình có thể áp mã giảm giá hoặc là áp dụng cái điểm thưởng. Các bạn sale thì nên tạo cho mình một cái nick nào đó mà mình thường hay mà mua, gọi là mua tạo đơn ảo á, để mình được nhiều cái điểm thưởng lên. Thì khi mà mình có nhiều cái điểm thưởng á, thì lúc mình demo á, thì khách hàng sẽ thấy thích hơn là lúc đầu. Lúc demo thì mình lại có một cái nick mới toanh, chưa có điểm gì hết, thì nó hơi bị chán đúng không ha. Thì khi mà mình có được những cái điểm, ít nhất là như các bạn cũng thấy rằng là lúc nãy anh demo là cái thứ hạng thành viên của anh ít nhất là hạng vàng đúng không? Anh có gần 200 điểm, thì anh đang đặt cái đơn mà 600 ngàn ào cái còn phải trả có 60 thôi, thì ít nhiều gì là người ta cũng thấy được, rẻ với lại tốt. Thì cái người seller họ cũng sẽ thấy cái điều đó, và họ sẽ thích hơn hơn là mình sẽ nói chay và mình không có đổi điểm, hay mình không làm được cái gì hết đó, thì họ cũng vẫn có thể hiểu nhưng họ không có thấy áp về. Thì đó, thì cái ý của anh là các bạn nên chuyển cái lời nói thành những cái hành động,
Đó. Thì sẽ có người á, sẽ có người rằng là sẽ có một số bạn sale á là sẽ bị những cái câu nói như vậy nè, nó làm cho bị cục hứng. Tức nghĩa là thay vì mình nói là anh chị có thời gian không để em xin anh chị 20 phút nha để em demo cho anh chị coi những cái tính năng. À, thì những cái câu hỏi mà mình hỏi khách hàng mà mình kết thúc bằng từ có hay không thì nó bị cục. À, khách hàng nó sẽ cảm thấy là nó lâu quá. À, thì thay vì như vậy là mình chuẩn bị mình demo một vài cái tính năng khách hàng á, mình nhảy vô mình nói luôn á, thì nó sẽ hay hơn. Mình mở ra luôn, nếu mình có cơ hội mình mở máy mình nói ra luôn đó, thì nó sẽ hay hơn là các bạn xin xin khách hàng một cái cuộc hẹn nào đó khác ha. Đó thì đó là một vài cái chia sẻ, cái góp ý từ anh thôi. Rồi còn bạn Hùng thiếu một phần đó là ở cái trải nghiệm của người dùng á, thì người dùng ở đây của anh như anh có nói á, cái người dùng sản phẩm của mình á, thì có thể là cái người mà mục tiêu của bạn bán á, là những người seller đúng không, chứ đâu phải là những người buyer đâu. Tại vì các bạn bán cho seller cái nền tảng này xong rồi seller mới sử dụng nền tảng này để đi bán lại cho buyer đúng không. À, xin lỗi em tên gì? Dạ em tên Lâm. Lâm, team của Nghĩa. Dạ em tên Lâm. À ok. Rồi, welcome bạn Lâm ha. Rồi. Thì anh này anh đang hướng dẫn cho online một số bạn về cái bài mà tăng cái trải nghiệm của người dùng cái sản phẩm F&B. Thì em vô khúc giữa như vậy thì lát nữa mà không hiểu cái gì thì cứ hỏi anh ha. Rồi, thì nãy giờ là mình nói cái gì? Nãy giờ mình có được tăng được cái sự trải nghiệm của cái người buyer bằng mã giảm giá nè, bằng chiến dịch flash sale nè, bằng cái ứng dụng nè, bằng tích điểm đổi ngược lại tiền. À, tích điểm đổi tiền luôn chứ không đổi quà nữa không. Rồi bằng hứa hẹn thành viên là bằng chứng là anh mình có thành viên vàng đó. Thì đó rất là nhiều cái để tăng cái trải nghiệm của người buyer. À, tuy nhiên cái người seller thì như thế nào, người seller có cái gì? À, Hùng hồi nãy thì có nói ha là seller thiết lập cái việc mà đa dạng phương thức thanh toán. À, seller thiết lập đa dạng phương thức giao hàng. À, thì mình ở đây mình có shop tự giao hàng với Amo, thì sắp tới sẽ liên kết với một vài cái đơn vị khác nữa. À, rồi ngoài ra nó có một cái rất là hay nữa, đó là cái khu vực mà cấu hình cái khu vực bếp với lại in cái tem món. À, ở đây các bạn cần chú ý cái này nha, là ở một số cái gọi là cái nhà hàng á, nó rất là lớn á, thì nó có riêng một cái khu vực bếp, nó có riêng cái khu vực bếp riêng, chứ nó không có ở để gần chung cái chỗ tính tiền. À, các bạn đừng có mừng cứ lúc nào cũng nghĩ tới F&B là một cái quán trà sữa hay cái gì nhỏ nhỏ nha, đôi khi nó là một cái nhà hàng lớn á. À, từ cái chỗ mà em nhận order cho đến cái chỗ tính tiền rồi cái bếp nó xa nhau lắm, không thể nào mà em nhận cái order xong cái em cầm các bạn nhân viên cầm chạy một mạch đi vô trong kia gặp bếp xong rồi nói món này món nọ món kia, thì thứ nhất nó rất là lộn xộn, thứ hai nó rất là dễ nhầm lẫn, và thứ ba nó sẽ không có chuyên nghiệp. Thì đối với MB của mình á, thì mình có một cái rất là hay ở chỗ này, đó là cái phần cho phép rằng là cái người bán hàng có mở cái giao diện bếp lên hay không. Thì cái bếp ở đây á, thì anh sẽ mở ha, thì nó là một cái nền tảng được được đăng ký bằng một cái tài khoản, từ cái tài khoản mẹ ra thôi. Thì ví dụ như bạn nào mà được phân làm nhân viên làm ở trong bếp á, thì bạn sẽ đóng cái vai trò bếp như vậy. Thì bạn sẽ có một cái màn hình, bạn sẽ có một cái màn hình gọi là giao diện của bếp. À, rồi ở đây là tại vì anh đăng nhập bằng tài khoản bán hàng chung hết tất cả, cho nên rằng là mình sẽ thấy bán hàng. Còn cái bạn mà bếp á, thì bạn chỉ thấy lúc mà bạn đăng nhập vô là bạn thấy có một cái tab nhà bếp này thôi. À, việc của bạn là ngồi đợi. À, ngồi trong bếp đợi, bạn không cần phải đợi một cái người nào khác chạy vô đưa cái tờ giấy ghi tay nữa. Và bạn nhìn màn hình và sẽ có chuông thông báo khi có món mới, là sẽ có chuông thông báo. À, bạn có đơn hàng mới nó sẽ thể hiện ra đây. À, bây giờ anh sẽ demo thử ha. Thì khi mà có một cái giao diện, từ để anh nói cái đơn này thôi,
Rồi. Ủa hồi nãy anh đã chọn cái chi nhánh gì ra anh quên rồi ta. Hình như là Tân Bình đúng không? Có đóng phạt. Anh quên mất là quên mất hồi nãy anh nhập vô bên nào rồi. Rồi đây, hồi nãy là anh đang mở ở đây á, cho nên là nó nằm ở cái giao diện gọi là nằm sẵn ở đây, cho nên nó không có cái chuông á. Khi mà mình có một cái đơn hàng mới đến á, thì nó sẽ được cái bạn nhân viên thông báo ha, thông báo bạn nhân viên thấy cái đơn hàng đến nó nằm ở cái trạng thái là chờ xác nhận, và bạn cashier sẽ bấm xác nhận đơn. Xác nhận đơn á, thì nó sẽ vào cái màn hình nhà bếp đó, em thấy không? Đó thì em sẽ cần phải mường tượng được rằng là đối với cái nhà bán hàng á, họ cần tối ưu cái việc này nữa, chứ nó không phải là mình nghĩ cái đối tượng khách hàng của mình chỉ là cái người mua hàng thưởng thức kia không. Đối tượng khách hàng của mình là đối với F&B này là cả hai hướng không? Cả người bán hàng và cái người thưởng thức món nữa. Đó thì đây ví dụ như bếp nè, đó em thấy có món mới thì khi mà họ chế biến xong thì họ tích vào đây coi như là hoàn tất. Rồi ở đây báo không thể in tem, không có máy hóa đơn nào được cấu hình. Lý do là tại vì cái máy mà anh cái thiết bị mà anh đang hướng dẫn cho bạn đây chưa có kết nối với máy in tem nào hết. À, tem là cái gì? Tem là cái gì? Theo em tem là cái gì? Ở đây em hiểu tem là phiếu mua hàng. À, chưa đúng lắm. À, bây giờ anh nói luôn tại vì bạn mới ha. Rồi tem là cái gì đây? À, coi như là mình demo xong cái việc mà mình sử dụng cái màn hình nhà bếp rồi đúng không? Chế biến xong rồi thì cái người mà cashier thì cái người bưng bê thì đi ra bưng trong món thôi. Vậy tem là cái gì? Ở đây anh sẽ trở lại. Tem đây. Đây, tem là cái gì? À, ví dụ em và hai ba người bạn nữa mua trà sữa chẳng hạn. Đứa thì uống trà đào, đứa thì uống trà chanh, đứa thì uống trà vải, đứa thì uống trà mãng cầu, nhiều lắm. Nhưng mà cái ly nó thiết kế cái vỏ bên ngoài nó trắng đục thì đâu có biết cái ly nào là trà đào, đâu biết ly nào trà mãng cầu đâu đúng không? Thì các bạn đi uống trà sữa bên ngoài có thấy họ dán một cái tem cái món đúng không? Đó thì tương tự như trên màn hình này. Bạn thấy ha, thì nó thiết kế cái tem nó vậy. Tem giùm mà cho bạn coi. Đó, ví dụ như cái món nó tên là như vậy. Ha. Đó. Được không? Thì khi mà mình in ra cái mình dán lên cái ly nó đỡ nhầm lẫn. Đó, nếu mà anh có thiết kế một cái cấu hình vô thì lúc nãy nó sẽ không báo cái dấu đỏ như lúc trong màn hình bếp. Thì nó sẽ in ra luôn và cái người làm chế biến xong họ sẽ dán lên trên cái phần thức ăn hay cái ly. Thì cái người bưng bê họ biết được là món này bàn nào của ai, họ bưng ra cho nó dễ, hoặc là giao giao cho cái mấy bạn mang đi cho nó chính xác. Đó, đây là những cái sự trải nghiệm của nhà bán hàng ha. Nếu mà mình không có những cái này á thì các bạn tưởng tượng rằng là những cái nhà hàng lớn họ sẽ gặp khó khăn trong cái việc giao tiếp giữa các bộ phận với nhau đúng không? Đó, ví dụ mình không có cái màn hình nhà bếp hoặc là không có cái giao diện nào liên kết giữa cái người nhận đơn với cái người trong bếp thì họ phải làm cái gì? Họ phải cầm cái bill tay xong họ đi vô bếp, họ đọc order, rồi cái ông bếp nào nhận, ông bếp nào chịu trách nhiệm nấu món đó cũng không có phân rõ ràng ra, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu mà có cái chuyện gì đó xảy ra? Ví dụ làm thiếu món, hoặc làm dư món, hoặc làm không đúng món, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm? À, lúc đó nhân viên với nhau cãi nhau đổ thừa, hồi nãy em nghe nó gọi món này hôm nãy rồi bây giờ không lẽ ông chủ ổng làm sao ông phân xử đúng không? Đó là những cái mà sự tiện lợi mà mình mang lại cho nhà bán hàng. Rồi được chưa? Rồi bài ngày hôm nay á, thì nó xoay quanh những cái như anh và bạn Hùng lúc nãy demo, thì tiếc quá là bạn Lâm ở đây thì chưa vào cái khúc demo ha. À, thì ở đây anh nói lại luôn để cho bạn
bạn bạn bạn nắm lại cái thông tin, tại vì bạn là người mới cho nên là mình cần làm lại một chút. Rồi ở đây ha, anh nói nè, đây là cái ứng dụng của mình thì như cái đơn anh vừa mới đặt thì nằm đây đang xử lý, thấy không? Đây nè, đang xử lý nè. Rồi bây giờ cái nhà bán hàng họ nhận đơn xong rồi họ vào cái phần đơn hàng này, họ gọi là nấu xong rồi nè, họ bấm thanh toán ha. Ví dụ như anh rồi đó, và đơn hàng thì phần đã hoàn thành đó, xong xuôi ha. Thì ở ở cái phần này của mình á, ở bên cái phần app của cái người dùng á, họ sẽ hiện lên cái chữ cái đơn hàng vừa mới rồi hoàn thành, thấy không? Đó thì đây là cái trải nghiệm về về app ha. Thì anh nói lại ha, thì khi mà khách hàng sử dụng app của mình á, thì họ sẽ thấy được sử dụng app hay web gì cũng vậy, khi đăng nhập vào thì họ sẽ có những cái gì để gọi là tăng trải nghiệm. Đây thứ nhất là họ sẽ có thứ hạng thành viên. Đây các bạn em thấy ha, anh là hạng vàng được không, anh đang có 193 điểm. Đây điểm thành viên, đây đó. Rồi điểm thành viên này làm cái gì? Có bao giờ em đi mua, em mua đồ, mua thức ăn thức uống mà được dùng điểm để đổi, quy đổi bằng tiền chưa? Quy đổi giảm tiền có chưa? Đó mình cũng tương tự như vậy ha. Ví dụ như bây giờ anh vô anh đặt lại cái món hồi nãy, rồi anh vào đây anh đặt, anh bấm đặt hàng đi, thì em thấy ha, anh chọn phương thức giao hàng là shop tự giao hàng. Rồi em sẽ thấy được rằng là đang có giảm giá là 27.700 đúng không? Rồi anh sử dụng điểm đó, nếu anh không sử dụng điểm thì anh sẽ trả tổng cộng là 347.250 đồng, nhưng nếu anh sử dụng điểm thì anh chỉ còn trả 17.000 mấy thôi đó. Đó cái lợi ích khi mình show qua được những cái điểm giảm giá này như thế nào. Rồi để mình thiết lập nó thì mình sẽ vào trang admin ở đây để mình thiết lập. Ở cái phần CRM này mình sẽ có điểm thành viên, thứ hạng thành viên và điểm thành viên. Ở cái chỗ thành viên thì mình sẽ thiết lập cái cấp độ hạng bạc, hạng vàng, hạng kim cương, hạng gì đó. Đây. Còn điểm thành viên thì do mình cấu hình. Được chưa? Nắm cái này, còn chi tiết thì mình vào đây mình mượn cái tài khoản của anh Nghĩa, mình mở ra mình gõ vài cái, mình dập vài cái là nhớ hết những cái này, nó đơn giản. Rồi ở cái bài ngày hôm nay á, thì anh hướng dẫn một vài cái nhằm để tăng trải nghiệm của khách hàng. Và khách hàng của mình ở đây như anh nói nãy giờ nó có hai đối tượng, đó là seller và buyer. Đối với seller thì mình có cái gì? Mình thiết lập được việc giao hàng, đa phương thức giao hàng, đa phương thức thanh toán bằng tiền mặt, BNPay, credit card và Momo. Đó. Rồi thiết lập được cái màn hình bếp. Rồi, mình thiết lập được in cái tem, cái bill tính tiền là một. Rồi cái tem để dán lên cái món ăn. Để tránh sự nhầm lẫn. Rồi đối với phía những cái người buyer thì mình có những cái gì? Mình sẽ có được thứ hạng thành viên, tích điểm đổi tiền, các mã giảm giá, mã giảm giá cho món, mã giảm giá theo từng chiến dịch thì mình đang gọi là flash sale. Flash sale thì mình sẽ thể hiện ở trên web này. Nếu mà có flash sale thì nó sẽ theo khung giờ trên web. Rồi mình làm đến mã giảm giá họ cho các thành viên đó. Bên cạnh đó mình có thiết kế website để mình tăng cái trải nghiệm cho những người mà thích ngồi lướt web
chứ không thích dùng app. Lúc nãy là anh đều anh show cái app đó cho em coi, nhưng mà sẽ có một số người không thích app, thích web thì sao? Thì đây là website của mình, cũng tương tự và y chang như vậy, không khác gì hết. Thì mình vẫn đăng nhập vào đây, đăng nhập là thành viên xong xuôi thì mình sẽ thấy được thứ hạng của mình đó. Ví dụ như anh dùng số điện thoại của anh đăng nhập vào thì anh sẽ thấy anh là hạng vàng và anh đang có 190 mấy điểm đó, vậy thôi ha. Thì mình đang có những cái chủ đề cho nên theo từng một ngày sẽ có một cái chủ đề như vậy á. Thì mong là em nhớ được những cái thông tin này để mình có thể áp dụng vào những cái buổi demo cho khách hàng. Và lưu ý, vì em là người mới cho anh lưu ý ha, khi mình demo cho khách hàng á, mình nói ra cái ý tưởng của mình á, là mình phải click trên màn hình, nói ra là phải click ra, mình show ra cho khách hàng thấy, chứ đừng có mở cái màn hình đứng im xong mình ngồi mình nói chay không. Cái đó thì nó thứ nhất là nó chán, thứ hai là khách hàng họ không biết là họ đang hiểu hay không. Mình sẽ tránh cái sự mà không tập trung khách hàng. Và trong lúc demo thì mình nên đặt câu hỏi để tương tác với khách hàng đó. Ví dụ như là đang ngồi trước mặt demo cho một khách hàng tên Nghĩa thì hỏi anh Nghĩa thấy được em click được cái chỗ này ha để giảm giá, đây bên em làm được chương trình giảm giá đó, thì mình sẽ đặt câu hỏi tương tác như vậy nó sẽ hay hơn. Rồi ok không Hồng ơi? Dạ ok ạ. Rồi Hồng cũng chắc cũng hay demo mà mở cái ứng dụng nền tảng app lên chứ hả? Em toàn demo web với cả cái phiên bản xem trên web, cái app em chưa tải được ạ. Chắc là sau cái em phải nhờ anh em xin cái link em dùng cái app. Nên nói chung là mình khi mình đi bán hàng thì mình nên cần phải có đầy đủ vũ khí anh em ha. Vâng. Súng ống đạn dược. Rồi còn em thì người mới em có đặt câu hỏi nào cho anh ở chỗ này không? Bây giờ là mình đang ở trong cái chủ đề gọi là tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Thì đó, nếu bây giờ em là khách hàng, em đặt ăn thức uống thì em có những cái gì mà em cho là trải nghiệm mà em muốn tăng lên, em có thể đặt câu hỏi được bên mình có cái tính năng này chưa, tính năng kia chưa. Suy nghĩ thử. Hôm qua học lớp overview của cô Chi thì chắc là cũng đã nghe tổng quan hết rồi đúng không? Thì không sao, thì vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần lúc 1 giờ thì team training có hướng dẫn chi tiết từng cái một, từng cái chủ đề một như vậy. Thì trong mỗi một chủ đề thì mình sẽ tư duy theo cái chủ đề đó. Thì bài ngày hôm nay là tăng cái trải nghiệm, thì ý anh đang hỏi em, anh tổng kết như cái vừa rồi đó, thì em còn cái câu hỏi nào cho anh không? Ví dụ như là em tự suy nghĩ đặt mình vô đây, mình hay mua đồ qua cái ứng dụng nào đó, tạm thời không cần phải nói tên ra, nó có những cái gì mà em thích, ví dụ như là có tích điểm không, có mã khuyến mãi kiểu gì, mình có làm được không anh, hỏi thử coi. Khi mà tích điểm, thì khi mà mình có cái mã QR liên QR riêng, tức nghĩa là khách hàng là sẽ có, mỗi khách hàng sẽ có cái mã thành viên riêng. Đây nè, mình sẽ có cái đây lúc nãy, đây không sao, cứ hỏi, không sao cả, nó nằm ở đây hết thôi. Vì sao nó tắt rồi. Đây, ví dụ như là đây là điểm nè, thì nó bị gì ta? Cái gì? Lát nữa gửi cho anh cái tin đây nè.
em thấy cái mã và mã khách hàng nào đó, thì mình có cái súng bắn ma vạch thì nó nhận ra khách hàng thôi, không sao hết. À, ở trong cái POS này của mình nè, đây nè, đó. Tức nghĩa là anh, nếu mà anh có cái kết nối với cái súng bắn mã vạch đó, thì nó sẽ quét được cái mã này à, và nó sẽ ra thông tin khách hàng. Còn không á, nếu mà hôm nào mà bị trục trặc á, thì mình xin số điện thoại khách hàng nhập vô nó sẽ ra thôi đó. Ví dụ như bây giờ anh đánh số điện thoại anh vô nè, đó em thấy không, hạng vàng nè, có hết đây nè, đây nè, đó nè, anh mới đánh tới 4 số thôi nè mà nó đã ra rồi nè, thấy không, em thấy không đó. Thì đây là cái, cũng là một cái hay của mình ha. Đó, bạn nhân viên em tưởng tượng như màn hình, trên màn hình ở đây là em là cái bạn cashier tính tiền á. Khách hàng tới, khách hàng nói ủa ở đây có tích điểm không em? Mình trả lời dạ có chứ anh. Trời, chỗ em tích điểm dữ lắm á. Đó, xong rồi anh cho em xin số điện thoại đi. Mình đâu có biết là khách hàng có phải là thành viên không. À, khách hàng đọc thì mình nhập vô. Mình nhập thì mình sẽ thấy à, cái số này là em thấy anh là thành viên rồi, anh đang hạng vàng nè. Anh cứ mua hàng mà chưa có tính thì mà giảm giá gì hết là anh đã được giảm 5% rồi. À, ví dụ vậy. À, đó là cái để trả lời cho câu hỏi của em ha. Rồi còn câu hỏi nào khác nữa không? Rồi hiện tại là bạn Lâm chưa câu hỏi nào thêm ha. Ok, à, nếu mà chưa có câu hỏi nào thêm thì chắc là anh xin phép kết thúc cái buổi hướng dẫn chủ đề và GoF&B của mình. Chủ đề ngày hôm nay là tăng cái trải nghiệm của người dùng, những người dùng F&B ha. Rồi, hy vọng là em sẽ note lại được những cái điều này và có thể áp dụng được trong cái buổi demo của em. Rồi, cảm ơn các bạn.